Dãy nhà này nằm trong dự án cải tạo nâng cấp khu tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội từ năm 2002. Trong suốt 10 năm, trải qua 2 lần lên phương án cải tạo, nhưng kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy. Bởi thế, đến nay, người dân vẫn phải sống trong những căn hộ cũ kỹ như thế này. Cũng vì vướng quy hoạch treo mà hàng chục hộ dân ở đây không được hưởng ưu đãi mua nhà theo quy định 61 của chính phủ. Chúng tôi cũng thu thập các cái kiến nghị của các hộ dân mà chưa mua được ấy, thì là đưa lên kiến nghị lên trên phường rồi lên quận. Thế thì người ta cũng chỉ trả lời là do cái dự án, cho nên là dự án treo thì xí nghiệp nhà không bán. Suốt từ thời kỳ chúng tôi có chạy rất nhiều nơi, cả lên gặp cả thành phố, sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường cũng đều được trả lời là bác cứ yên tâm, rồi đâu có đó. Dự án treo không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân mà còn gây lãng phí tài nguyên đất. Chỉ trong khoảng 3 km trên đoạn đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội mà có tới gần chục dự án bị bỏ hoang như thế này. Tôi thấy những đất khu đất bỏ hoang này rất lãng phí, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác như làm khu vui chơi cho trẻ em, làm công viên hoặc sân bóng. Nguyên nhân dẫn đến dự án treo hoặc chậm triển khai là do phần lớn các chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính hoặc đã thay đổi phương án sản xuất kinh doanh. Chủ sở hữu của một doanh nghiệp bất động sản nó chỉ là 6 tỷ Việt Nam đồng, là một cái vốn rất là thấp. Trong khi các dự án bất động sản đều đòi hỏi cái lượng vốn rất là nhiều. Và như vậy thì cái kiểm soát năng lực tài chính vốn từ có của các doanh nghiệp là một vấn đề được đặt ra rất là cần thiết. Vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng cũng là một trong những nguyên nhân khiến các dự án chậm triển khai. Được khởi công từ năm 2005, theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2010. Dù đã chậm tiến độ gần 3 năm, nhưng cho đến nay, chủ đầu tư và người dân vẫn chưa thỏa thuận được mức giá đền bù. Tôi không đòi hỏi giá cao hơn, chúng tôi không đòi hỏi giá của thị trường, mà rất mong nhà nước, các cơ quan tham gia giải chúng tôi đúng hài hòa như trong Quốc hội, nhà nước họp hài hòa ba lợi ích nhân dân, nhà nước và chủ đầu tư. Giữa nhà tôi và nhà ông cùng một dự án, cùng một chính sách, cùng một pháp luật, cùng một chế độ đền bù giải tỏa. Tại làm sao nhà tôi tương tự như nhà ông, hoặc là có phần nhà tôi hơn nhà ông, nhưng nhà tôi lại quyền lợi để mà ra nhận đất tái định cư lại không bằng được ở nhà ông, thì người ta sẽ không bao giờ đồng thuận và chấp nhận được cái vấn đề như thế. Từ năm 2009 đến nay, đã có 43 quyết định thu hồi dự án được Hà Nội ban hành với tổng diện tích hơn 800.000 hectare. Nhưng hiện mới chỉ có 818 hectare được thu hồi. Con số này còn quá nhỏ so với diện tích đất đang bị lãng phí. Và nguyên nhân khiến việc thu hồi còn gặp nhiều khó khăn là do các quy định xử lý vi phạm còn thiếu cụ thể, khung xử phạt thấp, không có tác dụng răn đe. Vì thế, những điểm mới được đề cập trong luật đất đai sửa đổi đang được kỳ vọng sẽ hóa giải tình trạng trên. Nguồn lực của đất đai trong thời gian qua thì nó chưa được phát huy đầy đủ. Thì lần này trong cái luật cũng đã hướng tới là chúng ta sẽ giảm dần cái việc là thu hẹp lại các cái đối tượng được giao đất. Và cơ bản sẽ chuyển sang hình thức là thuê đất. Cái thứ hai là nhà nước sẽ chủ động thu hồi đất theo cái quyền sử dụng đất và sẽ tổ chức đấu giá để mà tăng cái nguồn thu của nguồn sạch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Việt Nam có thể áp dụng kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong xử lý các dự án treo bằng phương pháp đánh thuế lũy tiến. Các nước khác thì họ dùng một cơ chế nó mềm hơn là cơ chế đánh thuế lũy tiến. Tức là cứ sau một năm không đầu tư thì thuế tăng lên, tôi nói ví dụ như 15%. Năm thứ hai không đầu tư tiếp thì lại đánh thuế tiếp là tăng lên 30%. Năm tiếp theo nữa mà không có thì lại tăng lên 50%. Và cứ như thế thì nhà đầu tư có không muốn đầu tư nữa thì cũng tự mình đi tìm một cái ông chủ đầu tư mới mà chuyển nhượng. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp còn yếu thì chắc chắn số lượng dự án treo sẽ còn tăng hơn nữa. Vì vậy, nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả và kịp thời thì câu chuyện lãng phí tài nguyên đất đai vẫn sẽ còn nhức nhối.